Sau 4 lần mở bán với 1.200 sản phẩm nhà đất được khách hàng đặt mua, thì cuối tuần qua ngày 25 tháng 12, tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư Cát Tường Đức Hòa đã tiếp tục mở bán đợt 5 khu đô thị thương mại dịch vụ du lịch Cát Tường Phú Sinh với sự tham dự của hơn 800 khách mời. Cát Tường Phú Sinh tọa lạc tại mặt tiền tỉnh Lộ 8, nằm trong khu trung tâm đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh Củ Chi, Hóc Môn và huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Dự án gồm 107 ha được triển khai thành 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 47 triệu đô la Mỹ. Đợt mở bán thứ 5, Cát Tường Đức Hòa chào bán hơn 300 sản phẩm tại khu đô thị Cát Tường Phú Sinh với giá chỉ từ 299 triệu đồng một nền đất. Đối với dự án Cát Tường Phú Sinh thì ở giai đoạn 1 thì chúng tôi đã triển khai ra là hết 27 ha, thì đầu năm 2017 chúng tôi sẽ triển khai là 45 ha ở giai đoạn 2. Thì ở giai đoạn 2 này, ngoài những cái tiện ích bình thường thì chúng tôi có 3 cái điểm mới về các cái dịch vụ cho khách hàng, tiện ích cho khách hàng, đó là chúng tôi sẽ đầu tư một con kênh du lịch sông Trăng trên nằm ở giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2, dài 2 km. Và thứ hai nữa là chúng tôi có làm thêm hai tiện ích mà các dự án khác không có, đó là một, đó là có một cái công viên thế giới thu nhỏ và một cái công viên thế giới tuổi thơ, để làm sao ngoài những cái dịch vụ mà hiện có ở giai đoạn 1 thì chúng tôi sẽ làm tăng cái giá trị sản phẩm ở cái giai đoạn 2 này. Sinh sống tại khu đô thị Cát Tường Phú Sinh, cư dân được thụ hưởng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và chế độ an ninh tuyệt đối. Mảng xanh của khu đô thị được chủ đầu tư chú trọng phát triển với mật độ xây dựng khoảng 40%, còn lại là 60% quỹ đất dành cho các mảng xanh, gồm hồ sinh thái, 9 công viên cây xanh, công viên sinh vật cảnh nhiệt đới, khu thể thao đa năng, trung tâm văn hóa cộng đồng, v.v. Trong đợt chào bán lần 5, chủ đầu tư Cát Tường Đức Hòa đã dành nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.